Hôm nay ngày 19 tháng 10, tại hội trường nhà văn hóa lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ đồng tháp đoàn kết nghĩa tình, năng động sáng tạo và phụ nữ vượt khó khởi nghiệp. Thời gian qua, các cấp hội đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi có chiều sâu nhằm phát huy phẩm chất người phụ nữ đồng tháp đoàn kết nghĩa tình, năng động sáng tạo từ trong gia đình đến bên ngoài xã hội, tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, vân vân. Đáng chú ý là các hoạt động giúp đỡ trẻ em khó khăn và phụ nữ yếu thế được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Theo đó, các cấp hội đã thành lập 145 tổ câu lạc bộ thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu, trao tặng 9.550 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng và xây dựng 368 máy ấm tình thương với kinh phí 11 tỷ đồng. Về phát triển kinh tế khởi nghiệp, hội duy trì 35 sản phẩm ô cấp cấp tỉnh, hỗ trợ 740 sản phẩm khởi nghiệp, có sản phẩm tham gia và đạt giải các cuộc thi khởi nghiệp, tạo điều kiện cho 16 sản phẩm tham gia xuất tiến thương mại. Dự và phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả trên và đề nghị trong thời gian tới các cấp hội phụ nữ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động bằng những công trình, phần việc cụ thể, nhân rộng nhiều mô hình hay sáng tạo, dần dần dịp này nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phụ nữ được biểu dương khen thưởng